đầu chị có tư duy không ấy? Tư duy của tôi không áp dụng được với cái nhà này. Đúng là cái loại con gái không có người dạy. Sới cơm cho mọi người đây. Cơm không có cơm lại toàn rác thế này. Thì mẹ bảo em làm thế mà. Này, cô bị điên à? Tôi nói thế bao giờ? Sáng nay mẹ sẽ bảo con là quét nhà, dọn rác, nấu cơm. Con làm theo đúng lời mẹ dặn. Quét nhà xong dọn sạch đống rác, rồi cho vào nồi nấu lên mà. Trời ơi là trời. Tôi bảo cô ấy dọn nhà xong thì đi nấu cơm, chứ không phải là bảo cô là quét rác rồi đổ vào nồi cơm để nấu. Thế thì mẹ phải nói ngắt ý ra, có chấm có phải đàng hoàng chứ ạ? Này, chị bị ngáo văn hóa cấp tiểu học à? Chuyện đương nhiên như thế này mà chị cũng không hiểu. Đầu chị có tư duy không ấy? Tư duy của tôi không áp dụng được với cái nhà này. Mà nói cách khác là cả cái nhà này chẳng ai có tư duy theo lẽ thông thường hết. Lúc nào cũng tỏ vẻ thượng đẳng, đối xử với con dâu như ô xin. Để tôi nhắc cho các người nhớ nhá. Trưa nay mẹ muốn ăn gì thì con nấu ạ. Hỏi ai đấy? Chả có thư gửi gì cả. Con xin lỗi ạ. Dạ thưa mẹ, trưa nay mẹ muốn ăn gì ạ? Đúng là cái loại con gái không có người dạy, chả biết phép tắc gì cả. Gặp người lớn ý, chào trước rồi hỏi gì mới hỏi. Dạy một thì phải biết 10 chứ đấy. Nhưng mà chào hỏi là sao ạ? Sáng nay con đã chào mẹ rồi mà. Mẹ con mình ở chung một nhà, con cũng có đi đâu về đâu mà phải chào tiếp ạ? Như thế kỳ cục lắm mẹ ạ. Đúng là cái loại con gái không có người dạy, chả biết phép tắc gì cả. Kể cả ấy, tôi với chị ở chung nhà, một ngày ấy, chạm mặt nhau 100 lần thì cũng phải chào hỏi 100 lần, hiểu chưa? Vâng ạ. Anh về rồi đấy à? Thôi anh dặn em mua này, anh uống luôn đi cho khỏi bệnh. Em không hiểu anh nói cái gì à? Anh dặn em là mua cho anh bao thuốc lá cơ mà. Đúng là em có vấn đề về đọc hiểu thật rồi đấy. Thì em hiểu là thuốc chữa bệnh là đúng rồi còn gì nữa. Bác sĩ bảo anh phải bỏ thuốc lá, bây giờ em mà mua thuốc lá nữa thì là thành hại anh à? Tôi không cần cô phải lo, tôi tự lo được. Tôi dặn cô thế nào thì cứ phải làm thế đấy chứ. Bây giờ đi ra ngoài mua bao thuốc lá về đây. Mà làm ơn, lần sau tôi dặn mua cái gì thì nạp vào não cái đã, rồi làm y chang như thế. Đừng có le te tự làm theo ý của mình nữa. Cái áo này của tôi ai bảo chị cho vào máy giặt? Tôi dặn chị như thế nào rồi? Thì em dặn chị áo này giặt riêng, chị đã giặt mẻ riêng rồi còn gì. Có giặt chung với đồ khác đâu. Trời ơi, tôi nói giặt riêng ấy là chị phải giặt bằng tay. Đầu chị chỉ để móc tóc thôi à? Sao có cái áo không giặt được? Đưa đây, để tôi tự giặt. Lúc nào các người cũng bắt tôi phải làm theo đúng từng câu từng chữ các người dặn. Hôm nay tôi làm đúng theo lời mẹ dặn đi thôi. Các người lồng lộn lên cái gì? Chị đừng có quá đáng như thế chứ. Chị định ngồi lên đầu lên cổ cái nhà này à? Chị bị điên à? Sao gạt đồ của tôi mày? À, mẹ à, anh đã. Chị làm theo đúng lời em bảo đấy. Này, cái con quỷ cái kia. Trần đời, tao chưa thấy đứa con dâu nào mà điên như mày đấy. Anh chịu em luôn đấy Linh ơi. Em đi về làm dâu thì em phải hiểu cái chân lý là nhà chồng luôn đúng chứ. Thôi rồi, hôm nay em xin lỗi tất cả mọi người đi. Thì coi như là anh bỏ qua cái chuyện này, coi như là em chưa nói gì bố láo với mọi người cả. Tôi phải xin lỗi chính mình, vì bản thân đã phải chịu đựng cái nhà này cho đến tận ngày hôm nay mới đúng đấy. Ly dị đi. Cái gì?